Minh Ân. Trong kỳ tiếp theo này, cô sẽ hướng dẫn cho các em giải đề thi số 9 trong sách Economy RC3 phần 5 và phần 6. Như những kỳ trước thì cô đã hướng dẫn cho các em các chiến lược để làm tốt hai phần này rồi đúng không? Hôm nay cô sẽ chia sẻ lại một lần nữa nhé. Để làm tốt những cái phần này thì trước hết các em sẽ cần đọc vào bốn đáp án của câu để mà phân loại câu hỏi. Mình sẽ có ba loại câu hỏi thường gặp. Câu thứ nhất ha sẽ hỏi về từ loại. Thì đối với những loại này em chỉ cần nhìn từ đằng trước và đằng sau chỗ trống để chọn đáp án. Loại thứ hai thì sẽ hỏi về ngữ pháp, thì em sẽ cần tìm dấu hiệu nhận biết ở trong câu. Và loại cuối cùng ha thì sẽ hỏi về từ vựng. Với những câu hỏi về từ vựng thì em sẽ cần dịch nghĩa của câu. Tuy nhiên em cần dịch cho có chính thuật để mình không phải mất quá nhiều thời gian cho một câu ha. Bây giờ mình sẽ cùng bước vào câu số 1 trong đề số 9 cùng với cô ha. Câu số 1, em nhìn vào bốn đáp án thì em có thể thấy rằng câu này sẽ đang hỏi về hai dạng so sánh ha, là so sánh hơn và so sánh nhất. Và em thấy trong câu của mình đằng sau mình có than, thì có than em biết ngay đó là so sánh hơn. Và em thấy đằng trước của mình là có be, sau be phải là một tính từ. Vậy đáp án của mình sẽ là câu A ha. Câu số 2, câu số 2 hỏi về chia loại động từ. Vậy em sẽ cần tìm dấu hiệu nhận biết ở trong câu. Em thấy đằng trước của mình có be, able. Vậy sau be, able phải là to, verb 1. Vậy đáp án của mình sẽ là câu D ha. Câu số 3 hỏi về từ vựng. Vậy thì mình sẽ cần dịch nghĩa của câu. Cái công ty này thì đã thông báo về cái việc gì đó ha của ông Rich, về cái việc mà lên cái vị trí là phó chủ tịch vào tuần trước. Vậy mình có việc lên một cái vị trí mới ha, mang nghĩa là thăng chức. Vậy đáp án của mình sẽ là câu D. Câu số 4 hỏi về liên từ ha. Vậy thì mình sẽ cần tìm dấu hiệu nhận biết ở trong câu. Em thấy đằng sau của mình có từ and. Vậy trong bốn đáp án của chúng ta, từ nào đi được với and vậy em? Đúng rồi ha, đáp án của mình sẽ là câu B. Both and có nghĩa là cả cái này và cả cái kia thêm. Câu số 5 hỏi về từ vựng. Vậy mình sẽ cần dịch nghĩa của câu ha. Thật ra quan trọng để mà cái gì đó các bạn copy về các tài liệu mà mua bán ha, trong cái thời gian mà bạn mua hàng á. Và đáp án của mình sẽ là câu A ha, có nghĩa là giữ lại các bản photocopy. Câu số 6 hỏi về từ loại. Vậy thì mình sẽ cần không cần phải dịch nghĩa của câu ha. Em chỉ cần xét từ đằng trước và đằng sau chỗ trống. Em thấy đằng trước của mình là có the, và đằng sau chỗ trống của mình là một giới từ. Vậy chỗ trống mình sẽ cần một danh từ ha. Đáp án của mình sẽ là câu A. Câu số 7 hỏi về liên từ. Vậy thì mình sẽ cần xét nghĩa của câu một chút ha. Trong khi nhiệt độ thì cao vào ban ngày, ban đêm thì nó khá là thoải mái. Và đáp án của mình sẽ là câu C ha, during the day, có nghĩa là vào ban ngày em. Câu số 8 hỏi về từ loại. Vậy em chỉ cần xét từ đằng trước và đằng sau chỗ trống. Em thấy đằng sau chỗ trống của mình là một cụm danh từ ha, kế hoạch marketing. Vậy thì chỗ trống này mình sẽ cần một tính từ. Và đáp án của mình sẽ là câu C, detailed, có nghĩa là một kế hoạch chi tiết. Câu D hem detailing mang nghĩa là nó là một loại danh từ, mang nghĩa là một cái phụ kiện mà để trang trí ha, nó không phải là tính từ. Câu số 9 sẽ hỏi về từ vựng và mình sẽ cần dịch nghĩa của câu ha. Cái số lượng nhân viên của chúng tôi thì nó rất là lớn, do đó mà chúng tôi phải tổ chức các cuộc họp tại cái tòa nhà này, nơi mà có thể chứa được khoảng 5.000 người. Và đáp án của mình sẽ là câu A ha, thường xuyên. Câu số 10 hỏi về giới từ và mình sẽ cần xét nghĩa của câu một chút ha. Mình thấy rằng một số người đem thì đồng ý rằng rượu ở Úc á, thì superior về chất lượng hơn là rượu của cái nước Chilean này. Và mình có cấu trúc ngữ pháp em, superior sẽ đi với giới từ chill, nó sẽ bằng nghĩa với từ better than hay em, có nghĩa là tốt hơn. Câu số 11 ha. Câu này hỏi về các loại dạng là so sánh hơn hoặc so sánh nhất. Vậy mình sẽ cần dịch nghĩa của câu.
Cái giải thưởng mà trao cho nhân viên của năm nay đó em thì đã được trao cho Sarah, cái người mà đã làm việc chăm chỉ cái gì đó trong số tất cả các nhân viên của công ty. Vậy đằng trước của mình thấy có the và đằng sau là on the staff, có nghĩa là trong số tất cả các nhân viên thì cô này phải là người làm việc chăm chỉ nhất. Mình cần một so sánh nhất ha. Đáp án của mình sẽ là câu C. Câu số 12 ha, hỏi về dạng chia động từ. Vậy mình phải xét ngữ pháp ở trong câu. Cái công ty này em thì nó đảm bảo rằng các sản phẩm gì đó ha thì theo cái tiêu chuẩn của xí nghiệp. Vậy em thấy trong câu của mình đằng trước chỗ trống là một subject nè, là một chủ từ, đằng sau là một object, một tên ngữ. Vậy câu của mình thiếu động từ ha, và chủ ngữ của mình products ở đây mang là số nhiều, do đó đáp án của mình sẽ là câu C. Câu số 13 này em hỏi về liên từ, vậy mình sẽ cần định nghĩa của câu ha. Cái gì đó thời tiết thì khá là lạnh ẩm ướt á, do đó mà các ông này không thể tham dự cái cuộc họp ở Paris. Vậy câu trên đây đang chỉ về một nguyên nhân, đáp án của mình sẽ là câu D. Câu số 14 hỏi về từ loại, vậy em chỉ cần xét từ ở đằng trước và đằng sau chỗ trống. Em thấy đằng trước của mình là một giới từ, hình như mình đã biết ha, sau giới từ sẽ là một danh từ, do đó đáp án của mình sẽ là câu A. Câu số 15, các em để ý ha, khi trong câu của mình có verb ba nè hoặc là verb in thì nó có thể là nó sẽ hỏi về mệnh đề quan hệ rút gọn ha. Thì trước hết em phải nhìn lên trong câu của mình xem đã có động từ của câu chưa. Nếu mà đã có động từ chính của câu rồi thì mình mới xét ở dạng mà mệnh đề quan hệ rút gọn ha. Và em thấy trong câu của mình đã có is open là một động từ chính của câu rồi. Vậy thì cái dạng dưới đây sẽ viết ở dạng rút gọn. Cái văn phòng này em sẽ được mở cửa ha để mà nhận thanh toán những cái hóa đơn tiền điện này em, mà được nhận một cách ha trực tiếp, ở đây mang nghĩa bị động, và do đáp án của mình sẽ là câu B. Câu số 16 hỏi về liên từ, vậy mình sẽ cần định nghĩa của câu ha. Gần đây á, thì cái công ty này đã thông báo rằng cái ông Hefty này ha đã nhận được cái chức vụ là chủ tịch của cái công ty này, và đó đáp án của mình sẽ là câu D. Câu số 17 hỏi về từ loại, vậy em sẽ xét từ ở đằng trước và đằng sau chỗ trống. Em thấy đằng trước của mình là một động từ to be, đằng sau là một verb 3, vậy đứng giữa hai động từ ha thì mình sẽ cần một trạng từ, đáp án của mình sẽ là câu B. Câu số 18, câu này thì mình sẽ cần định nghĩa của câu ha. Những cái ứng cử viên đó em thì được yêu cầu là phải trình ha ít nhất là hai cái loại mà giấy tờ xác thực đó em, khi mà muốn xin một cái thẻ thư viện, và đáp án của mình sẽ là câu D ha. Câu số 19 ha, hỏi về từ vựng. Vậy thì em sẽ cần định nghĩa của câu ha. Cái công ty LDC thì đã thông báo rằng nó là cái gì đó ha, tập đoàn KT vào tuần trước, nhưng mà các cái điều khoản trong cái việc giao dịch này thì vẫn chưa được tiết lộ. Vậy đáp án của mình sẽ là câu C ha, acquired, có nghĩa là mua lại. Câu số 20 ha, hỏi về đại từ quan hệ. Vậy thì em chỉ cần xét cái từ đằng trước chỗ trống. Đằng trước chỗ trống của mình là từ employees, có nghĩa là nhân viên, danh từ chỉ về người. Vậy đáp án của mình sẽ là câu B. Câu 21 ha, hỏi về từ loại. Vậy em sẽ cần xét từ đằng trước và đằng sau chỗ trống. Em thấy đằng trước chỗ trống của mình là một tính từ, vậy sau tính từ phải là một danh từ ha. Và trong bốn đáp án của chúng ta đó em thì có câu B và câu D đều là danh từ. Vậy mình sẽ cần xét thêm về về nghĩa và cái từ đằng sau chỗ trống. Em thấy đằng sau chỗ trống mình có giới từ for, và đáp án của mình sẽ là câu D ha. Potential for something có nghĩa là có tiềm năng về cái gì đó ha. Câu 22 hỏi về liên từ, vậy thì em sẽ cần định nghĩa của câu. Cái gì đó tìm một người nào đó phù hợp cho cái vị trí này trong nội bộ, thì cái bà American này từ cái ngân hàng khác ha đã được lựa chọn để mà lãnh đạo cái chi nhánh của chúng ta. Vậy đáp án của mình sẽ là câu B ha.
Câu này mang nghĩa là thay vì tìm một người trong công ty nội bộ đem thiện lại chọn một cái người ở một một cái ngân hàng khác. Câu 23 hỏi về từ vựng ha, vậy mình sẽ cần dịch nghĩa của câu. Thật rằng cần thiết rằng em thì bất kỳ cái người nhân viên nào mà lái những cái xe của công ty đó em thì cần phải duy trì một cái hồ sơ mà chi tiết ha, kỹ càng về bất kỳ các chi phí, và chi phí thì phải là nảy sinh ra thêm ha. Đáp án của mình sẽ là câu D. Câu 24 hỏi về từ loại, vậy em chỉ cần xét từ đằng trước và đằng sau chỗ trống. Em thấy đằng trước của chỗ trống của mình là một tính từ, vậy sau tính từ mình sẽ cần một danh từ ha. Đáp án của mình sẽ là câu B. Câu 25 hỏi về từ vựng, vậy mình sẽ cần dịch nghĩa của câu ha. Chúng tôi đã đào tạo tất cả các nhân viên như thế nào đó ha, để đảm bảo rằng các khách hàng thì lúc nào cũng được nhận các dịch vụ mà tốt nhất. Vậy đáp án của mình sẽ là câu C. Đào tạo thì một cách thường xuyên ha. Câu 26 rất là đơn giản, thì em thấy đằng trước của mình có by, và trong bốn đáp án của chúng ta thì chỉ có câu C là được đi với by thôi, hay em by themselves có nghĩa là họ tự làm ha. Câu 27 hỏi về từ vựng, và mình sẽ cần dịch nghĩa của câu. Thật rằng quan trọng bạn không nên ha để cho cái máy mà pha cà phê đó gì đó trong một cái thời gian dài, và đáp án của mình sẽ là câu A, có nghĩa là không được sử dụng ha trong một thời gian dài. Câu số 28 hỏi về từ loại, vậy em chỉ cần xét từ đằng trước và đằng sau chỗ trống. Em thấy đằng trước của mình có be, đằng sau là một verb in, vậy đứng giữa hai động từ ha mình sẽ cần một trạng từ, đáp án của mình sẽ là câu be. Câu 29 hỏi về từ vựng ha, vậy mình sẽ cần dịch nghĩa của câu. Cái tập đoàn này nè em thì sẽ cái gì đó một cái bữa trưa mà miễn phí cho tất cả các khách hàng. Vậy đáp án của mình sẽ là câu A ha, cung cấp bữa trưa. Câu số 30 hỏi về từ loại, vậy em chỉ cần xét từ đằng trước và đằng sau chỗ trống. Đằng sau chỗ trống của mình là một danh từ, vậy đứng trước danh từ mình sẽ cần một tính từ ha. Đáp án của mình sẽ là câu C. Câu 31 thì mình sẽ cần dịch nghĩa của câu một chút thôi em. Cái đại diện bán hàng của chúng tôi đó thì có thể giúp cho bạn quyết định chấm chấm ha cái sản phẩm với máy tính để mà đặt hàng cho các công ty của bạn. Vậy đáp án của mình sẽ là câu A. Sẽ giúp cho bạn quyết định là cái sản phẩm máy tính nào ha cần được đặt hàng. Câu 32 hỏi về từ vựng, vậy mình sẽ cần dịch nghĩa của câu em. Khi mà từ chức từ một cái vị trí mà trong ban quản trị đó thì cái người nhân viên đó ha em phải trả lại hoặc là hủy hết tất cả các tài liệu gì đó mà được nhận từ công ty. Vậy đáp án của mình sẽ là câu C em, các tài liệu bảo mật. Câu 33 cũng hỏi về từ vựng luôn, vậy mình sẽ cần dịch nghĩa của câu ha. Khi mà nhận được một cái công việc đem thì cái ông Min này đã chuyển cái lời cảm ơn của ông đó ha đến cái chủ tịch của công ty về cái gì đó tham gia công ty, và đáp án của mình sẽ là câu D, về cơ hội ha được làm trong công ty đó. Câu 34 vậy mình cũng sẽ cần dịch nghĩa của câu em. Để mà đảm bảo có đủ thời gian á hoàn thành các thủ tục check-in thì vui lòng ha đến sân bay cái gì đó 1 tiếng đồng hồ trước khi khởi hành, và đáp án của mình sẽ là câu C ha. Mình có cụm từ ha, at least, có nghĩa là ít nhất 1 tiếng đồng hồ. Câu 35 cũng hỏi về từ vựng luôn, vậy mình sẽ cần dịch nghĩa của câu. Cái buổi dã ngoại của công ty đem thì cái gì đó cho tất cả các nhân viên và gia đình của họ. Vậy đáp án của mình sẽ là câu C ha. Mình có cấu trúc ngữ pháp open to somebody, có nghĩa là mở ra dành cho ai ha. Câu số 36 cũng hỏi về từ vựng luôn. Cái máy hút bụi mới này em thì được bán rất là tốt, do đó mà họ đã quyết định ha ngừng ngừng sản xuất cái mẫu trước đó. Đáp án của mình sẽ là câu A.
Câu số 37 mình sẽ cũng sẽ cần phải dịch nghĩa câu thôi em. Mỗi người quản lý á thì cái gì đó ha, giảm các chi phí nè và năng và tăng cái năng suất. Vậy đáp án của mình sẽ là câu C ha. Mình có công thức em good life cộng với chill verb 1 mang nghĩa là muốn hoặc thích làm cái gì đó ha. Câu 38 cũng hỏi về từ vựng luôn. Cái sản phẩm này nè em thì đủ cái gì đó ha để mà đáp ứng nhu cầu của hầu hết những người sử dụng, và nó cũng có đầy đủ ha một những cái đa dạng cái chức năng. Vậy đáp án của mình sẽ là câu C em. Một cái sản phẩm mà nhiều chức năng hoặc được gọi hay được gọi là đa năng. Câu 39 hỏi về từ vựng luôn, vậy mình sẽ cần dịch nghĩa của câu. Sản phẩm cái công ty này ha thì đã cái gì đó, cái việc mà đánh giá là những cái chương trình an toàn trong trường học nè và cung cấp cái sự giúp đỡ về kỹ thuật. Và đáp án của mình sẽ là câu C ha. Mình có cấu trúc ngữ pháp là charge somebody with something, có nghĩa là giao nhiệm vụ cho ai đó. Câu 40 cũng hỏi về từ vựng luôn, vậy mình sẽ cần dịch nghĩa của câu một chút ha. Cái người quản lý xí nghiệp này nè em thì phải hủy cái cuộc họp ha với cái người leader này bởi vì có một cái gì đó trong cái lịch trình của ông ấy. Vậy đáp án của mình sẽ là câu D ha. Conflict có nghĩa là một cái sự mâu thuẫn, và trong đây mình có thể dịch là cái nó bị trùng lịch với nhau. Vậy là cô đã vừa hướng dẫn cho các em hoàn thành xong phần số 5. Bây giờ các em sẽ cùng với cô bước sang phần số 6 ha, phần hoàn thành đoạn văn. Đoạn văn số 1, câu số 41 hỏi về từ vựng, và mình sẽ cần dịch nghĩa của câu ha. Cái bệnh cúm á, là cái việc mà bị nhiễm trùng trong cái hệ hô hấp cái gì đó bởi các virus gây cảm. Vậy đáp án của mình sẽ là câu C ha, được gây ra bởi. Câu 42 hỏi về liên từ, vậy mình sẽ cần dịch nghĩa của câu ha. Hầu hết mọi người đều khỏi bệnh sau 1 đến 2 tuần. Cái gì đó những người khác, đặc biệt là những người lớn tuổi hơn á, thì họ vẫn có thể cảm thấy yếu trong một thời gian dài khi mà các triệu chứng nó đã đi qua. Và em thấy hai vế của chúng ta nó có một sự đối nhau về nghĩa, vậy đáp án của mình sẽ là câu B ha, but. Câu 43, em nhìn vào bốn đáp án thì có thể thấy là bốn đáp án của chúng ta đều là túc từ, vậy mình sẽ cần dịch nghĩa để mà chọn ha. Hãy đi gặp bác sĩ trong vòng 2 ngày khi mà cái triệu chứng cảm cúm này xuất hiện để mà tìm ra rằng liệu các cái phương pháp chữa trị khác á, thì có phù hợp với, vậy phải là với bạn ha. Đáp án của mình sẽ là câu C. Đoạn văn tiếp theo, câu số 44, bốn đáp án của chúng ta đều là trạng từ, vậy thì mình sẽ cần xét cái từ mà đằng sau chỗ trống. Em thấy đằng sau chỗ trống của mình là the year, đó là một khoảng thời gian. Vậy trong bốn đáp án của chúng ta thì chỉ có câu D ha, được đi với một cái khoảng thời gian, có nghĩa là trong suốt cái năm đó. Câu 45 hỏi về từ vựng, vậy mình sẽ cần dịch nghĩa của câu. Một số người tài trợ thì cảm thấy rằng nó như thế nào đó khi mà có một sự cam kết là đóng 15 đô một tháng để mà đảm bảo rằng các công việc thiện nguyện của những người tình nguyện viên thì lúc nào cũng sẽ được hỗ trợ. Vậy đáp án của mình sẽ là câu C ha, thuận tiện. Câu 46 cũng hỏi về từ vựng luôn, vậy mình sẽ cần dịch nghĩa của câu. Nếu như mà bạn muốn có một cái chuyến đi mà tham quan cái sở cứu hỏa này thì chúng tôi rất vui lòng ha để dẫn bạn đi, và một lần nữa cảm ơn về cái gì đó của bạn. Vậy đáp án của mình sẽ là câu B ha, sự hỗ trợ đóng góp. Câu số 47 hỏi về từ vựng, vậy mình sẽ cần dịch nghĩa của câu ha. Cái tài khoản mà với cái số tiền này thì đã 120 ngày gì đó sẽ không có một cái sự thanh toán nào mà được gia hạn thêm cho đến khi mà cái số tiền này đã được nhận. Và đáp án của mình sẽ là câu B ha, có nghĩa là nó đã 100 quá hạn 120 ngày rồi. Câu số 48 hỏi về
từ từ loại. Và em thấy là trong câu của mình á đã có động từ chính của câu rồi, vậy thì câu của mình không thể có thêm một động từ nữa ha. Do đó mình sao loại được đáp án câu A và câu B, chỉ cần câu C và câu D thì mình sẽ cần phải dịch nghĩa. Chúng tôi á yêu cầu phải có một cái sự thanh toán ngay lập tức hoặc là một cái lời giải thích phù hợp chấm chấm ha. Tại sao chúng tôi vẫn chưa nhận được cái sự thanh toán đó? Vậy đáp án của mình sẽ là câu D ha. Cái lời giải thích mà liên quan đến cái vấn đề này. Còn câu C mang nghĩa là bất kể hay bất chấp. Rồi câu số 49 thì hỏi về từ loại, vì em chỉ cần xét từ đằng trước và đằng sau chỗ trống. Em thấy đằng trước chỗ trống của mình có từ and, và and là một cấu trúc song song. Em thấy đằng trước của mình là một verb ở dạng nguyên mẫu, do đó sau and cũng phải là verb ở dạng nguyên mẫu ha. Đáp án của mình sẽ là câu A. Em sang đoạn văn cuối cùng nè. Câu 50 hỏi về từ vựng, vậy mình sẽ cần định nghĩa của câu ha. Một cách truyền thống em thì cái mùa xuân là cái mùa mà hot nhất ha, cho cái việc mà cho cái bất động sản. Cái doanh thu đó sẽ như thế nào vào tháng 5 và sẽ giữ vững ha vào tháng 6? Và đáp án của mình sẽ là câu B, có nghĩa là đạt đỉnh điểm. Câu 51 hỏi về giới từ, vậy mình sẽ cần định nghĩa của câu ha. Đây là một cái mùa tốt, cái gì đó ha, các gia đình để mà dời nhà. Và đáp án của mình sẽ là câu A ha. For somebody to do something, cho ai để làm gì. Câu số 52. Câu 52 thì mình sẽ cần phải dịch nghĩa của câu ha. Nếu như mà bạn không thể bán vào cái mùa cao điểm thì bạn có thể bán nhà của mình vào mùa đông. Cái điều này thì trông thật là lạ, bởi vì á nhưng mà có thể là bạn đã sẵn sàng là trang trí nhà cửa của mình à, hoặc là dọn dẹp nhà cửa để mà chuẩn bị cho các kỳ nghỉ lễ. Do đó mà nó không có khó để mà bạn cho khách hàng xem được căn nhà của mình ha. Và hơn thế nữa thì bạn sẽ có một cái sự cạnh tranh như thế nào đó và có một cái giá tốt hơn. Vậy khi mà mình bán vào không phải vào cái mùa cao điểm á, thì cái sự cạnh tranh của mình sẽ giảm đi ít hơn. Vậy đáp án của mình sẽ là câu B. À, vậy là cô đã vừa hướng dẫn cho các em hoàn thành xong phần số 5 và số 6 trong đề thi số 9 của sách Economy RC3. Nếu như các em có bất kỳ thắc mắc nào, các em có thể comment vào phần dưới đây, thầy cô sẽ giải đáp thắc mắc cho các em nhé. Hẹn gặp các em vào kỳ sau, chúc các em học tập thật tốt.